Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng Mercedes-Benz GLC 300 nhé. Cái form này là cái form mới nhất ở cái thời điểm hiện tại. Vừa được ra mắt cách đây vài ngày bên em. Và trong cái video ngày hôm nay em xin phép được chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán và các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng Mercedes-Benz GLC này, để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn dòng xe Mercedes-Benz GLC hay là các xe của cùng phân khúc có trên thị trường em nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5, và bên em đang còn rất nhiều những cái phiên bản tiền nhiệm của cái dòng GLC này, thì em sẽ chia sẻ cái giá bán và cái mức ưu đãi mới nhất của những cái phiên bản cũ anh em nhé. Và để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản, từng VIN năm sản xuất cho anh em, thì anh em hào phóng cho em xin một lượt like nhé, cũng như là đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán và các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất mà có biến động thị trường. Em sẽ chia sẻ ngay tới anh em để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu có thể nắm được anh em nhé. Đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Mercedes-Benz GLC 200. Cái bản này hiện tại đang có giá là 1 tỷ 909 triệu. Với chính sách ưu đãi ở cái thời điểm hiện tại, mức ưu đãi của nó được tăng cường lên và trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em lên đến 250 triệu. Quà tặng theo xe lên tới 100 triệu nữa anh em nhé. Đó. Và cái mức ưu đãi của nó đã lên tới hơn 300 triệu rồi, đúng không ạ? Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 911 triệu. Trả góp thì đang là 501 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1 tỷ 883 triệu. Trả góp thì đang là 462 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 865 triệu. Trả góp thì đang là 445 triệu. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em tự đi đăng ký. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Còn anh em nào mà muốn đăng ký trọn gói thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Đó. Với cái bản GLC 200 và cái phiên bản cũ này thì bên em sẽ còn tốt hơn rất là nhiều. Khi anh em gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại trên màn hình, thì lúc đó em sẽ gửi tới cho anh em một cái mức chính sách nó sẽ cụ thể nhất và sẽ là cạnh tranh nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC. Bản này hiện tại đang có giá là 2 tỷ 189 triệu. Với cái bản form cũ này, bên em hiện tại có một mức ưu đãi cực kỳ là sâu anh em nhé, với cái mức ưu đãi lên đến gần 300 triệu đồng trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em và gói quà tặng theo xe lên tới 100 triệu anh em nhé. Đó, thì cái tổng ưu đãi của nó lên đến gọi là hơn 400 triệu rồi. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 2 tỷ 185 triệu. Trả góp thì đang là 570 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 2 tỷ 151 triệu. Trả góp thì đang là 526 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 2 tỷ 133 triệu. Trả góp thì đang là 508 triệu. Với chính sách giá bán như thế này thì nó sẽ còn tốt hơn nữa khi anh em gọi điện cho em, và chính sách cực kỳ linh động ở cái thời điểm cuối tháng 5 này anh em nhé. Đó. Và cái phiên bản GLC 200 4MATIC này bên em cực kỳ nhiều xe anh em nhé, đủ màu giao ngay cho anh em ở cái thời điểm cuối nửa cuối của tháng 5 này anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3, đó là cái phiên bản Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC, cái phiên bản form cũ anh em nhé. Bản này hiện tại đang có mức giá là 2 tỷ 639 triệu. Với chính sách giá bán ở thời điểm hiện tại thì cái bản form cũ này đang được ở cái mức ưu đãi lên tới gần
350 triệu anh em nhé, giảm tiền mặt cho anh em gần 350 triệu, gói quà tặng theo xe lên tới 100 triệu, và tổng giá trị quà tặng lên đến hơn 400, gọi là 450 triệu đi anh em nhé. Đó. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 2 tỷ 619 triệu, trả góp thì đang là 681 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 2 tỷ 576 triệu, trả góp thì đang là 628 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 2 tỷ 558 triệu, trả góp thì đang là 610 triệu. Đó. Với cái bản GLC 300 Formatic, cái phiên bản cũ này, nó sẽ còn tốt hơn rất là nhiều nữa khi anh em gọi điện cho em, anh em nhá. Với những anh em đang quan tâm cái phiên bản mới, phiên bản 2023 form mới, thì sẽ phải tổng lăn bánh trên sẽ phải cộng thêm giúp em khoảng 200 triệu nữa anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản thứ tư, đó là cái phiên bản GLC 300 Formatic, cái phiên bản Cooper. Phiên bản này hiện tại đang có giá là 3 tỷ 129 triệu. Với chính sách ưu đãi ở thời điểm hiện tại, cái mức ưu đãi của nó trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em lên đến hơn 400 triệu. Gói quà tặng theo xe lên tới 100 triệu và tổng giá trị quà tặng lên đến gần 500 triệu. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 3 tỷ 117 triệu. Trả góp thì đang là 802 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 3 tỷ 065 triệu. Trả góp thì đang là 740 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 3 tỷ 047 triệu. Trả góp thì đang là 722 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em về giá xe, về giảm tiền mặt, về tặng phụ kiện, tặng bảo hiểm và các chương trình ưu đãi khuyến mại, và tính tổng lăn bánh cho anh em rất là chi tiết cụ thể ở cái thời điểm ngày 20 tháng 5 em đang chia sẻ với anh em. Còn anh em nào muốn có giá tốt, giá cạnh tranh và giá chi tiết thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại trên màn hình. Thì lúc đó em sẽ gửi tới cho anh em một cái mức giá chi tiết nhất và giá sẽ là cạnh tranh nhất anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh, vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh chuyên chia sẻ về giá xe, cập nhật liên tục chính sách giá bán và các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất mỗi khi có biến động thị trường anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.